liên quan vụ việc một phụ nữ cầm điếu cày xông vào bàn nhậu đập phá, dẫn đến ẩu đả là một người trọng thương xảy ra tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ngày 15 tháng 12, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuấn, sinh năm 1993, trú tại huyện Sơn Dương, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 12, Vũ Văn Mạnh sinh năm 1990, Vũ Văn Chiến sinh năm 1991, Nguyễn Duy Tuấn sinh năm 1993, Nông Quang Tú sinh năm 1995, Nông Văn Quang sinh năm 1993 cùng ở huyện Sơn Dương, ngồi uống bia tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Linh sinh năm 1997 cùng vợ của Nông Quang Tú tới quán nhậu. Tại đây, Linh cầm một điếu cày bằng tre dài khoảng 50cm, đập nhiều nhát xuống mặt bàn làm vỡ bát đĩa trên bàn. Vũ Văn Chiến sau đó xảy ra tranh cãi với Nguyễn Thị Linh. Lúc này Nguyễn Duy Tuấn, anh trai của Nguyễn Thị Linh, đã cầm cốc thủy tinh trên bàn, đập một nhát trúng trán của Chiến, làm người này bị thương. Cả nhóm sau đó lao vào ẩu đả, hậu quả khiến Vũ Văn Chiến, Nông Quang Tú và Nguyễn Duy Tuấn bị thương phải nhập viện điều trị. Kết quả giám định thương tật, Vũ Văn Chiến bị tổn thương 27% sức khỏe. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.